Ngày 16 tháng 9, Công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nghi án hơn 1 triệu đô la Mỹ nhộm đen được vận chuyển ra nước ngoài. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 9, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai vali của hai hành khách trên chuyến bay VJ803 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai vali có hơn 10.000 tờ giấy có hình dáng giống tờ 100 đô la Mỹ được nhộm đen. Riêng hai hành khách, chủ nhân của vali trên là ông TCT, sinh năm 1972, và ông NKV, sinh năm 1976, đang được lực lượng chức năng lấy lời khai làm rõ vụ việc. Công an quận Tân Bình cho biết, Hiện đơn vị đang xác minh giám định những tờ giấy trên có phải tiền thật hay không để xử lý theo quy định pháp luật.